This is Money Talk. Chào tất cả các quý vị khán giả của Tự Do Tài Chính Money Talk. Xin được chào một số khán giả đang tương tác với chương trình. Ví dụ như là bạn Trường Sơn, bạn Phạm Liên, rồi bạn Long. Và tất cả các bạn đều đã tham gia vào chương trình từ rất là sớm, từ khi mà chúng tôi còn chưa bắt đầu cơ. Và ngày hôm nay thì tôi có một món quà rất là đặc biệt dành cho các quý vị khán giả đến từ bản thân tôi. Một cái niềm tự hào của tôi khi mà trở thành người của VTV đó là có cái logo như thế này. Và đây sẽ là cái món quà mà dành cho 3 vị khán giả đặt ra 3 câu hỏi mà khiến cho các khách mời của chương trình cảm thấy ấn tượng nhất, thậm chí là những câu hỏi mà khiến họ khó trả lời nhất. Vì thế các bạn hãy đừng chần chừ mà hãy đặt ngay câu hỏi vào các kênh tương tác của VTV Digital. Và tôi sẽ rất là hân hạnh khi được thay mặt tất cả các bạn đọc câu hỏi đó dành cho các vị chuyên gia của chương trình. Bây giờ cũng để nhắc đến câu hỏi thì xin được hỏi tất cả quý vị khán giả là đã bao giờ quý vị tự hỏi là chúng ta đã vất vả làm việc nhưng mà để làm gì? Để đến một độ tuổi nhất định có thể an nhàn ngồi ngắm bình minh trên bãi biển, để mỗi sáng có thể thong thả rồi ngồi uống cà phê hay là trò chuyện cùng với cả bạn bè, hay là để không phụ thuộc vào con cái sau này hay chưa? Và sẽ không có một cái chiếc bánh thơm ngon nào nếu như ta không bắt tay vào nhào bột ngay bây giờ. Và sẽ không thể đạt được cái sự tự do tài chính nếu chúng ta không lên kế hoạch đạt được những cột mốc chính của đời mình. Chúng ta đã có một chủ đề có tên là 1 tỷ đồng đầu tiên, để gợi mở cho lời giải cho câu hỏi là tại sao cái chặng đường 1 tỷ đồng đầu tiên lại khó hơn 1 tỷ thành 10 tỷ? Đó chính là nằm ở việc chúng ta sẽ tìm ra cái phương pháp nào để có thể trở nên giàu có hơn. Vậy ngày hôm nay sẽ là một câu hỏi còn khó hơn nữa, là 1 triệu đô la đầu tiên của mỗi người sẽ đến như thế nào? Tôi tin là từ chương trình này, bí mật để có thể chinh phục được cột mốc 1 triệu đô đầu tiên sẽ được bật mí trong 60 phút tiếp theo của chương trình. Và điều chúng tôi cần duy nhất ở quý vị đó là sự tập trung và hãy có thật nhiều tương tác, đặt nhiều câu hỏi hay. Ngoài việc là có thể nhận được món quà như thế này thì chúng ta còn có thể tìm được ra một cái con đường nào đó phù hợp với bản thân mình để đạt được đến mốc 1 triệu đô đầu tiên. Với chủ đề nặng đô như thế thì chắc chắn là tham gia chương trình ngày hôm nay sẽ phải là những vị khách mời rất rất đặc biệt. Một chuyên gia chuyên chăm sóc và phát triển đồng tiền, và anh ấy sẽ ngồi cùng với một nhà lãnh đạo, một người truyền lửa đến thế hệ trẻ ngay tại đây, ngay lúc này. Họ là ai? Xin mời quý vị cùng theo dõi. Anh Hans Nguyễn, quản lý cao cấp đào tạo kênh phân phối Dragon Capital Việt Nam. Anh là một trong những chuyên gia có tiếng tại Dragon Capital, đóng vai trò quản lý quỹ đầu tư và quản lý danh mục tài sản cho giới thượng lưu. Trước đó, anh có 20 năm kinh nghiệm làm việc ở tập đoàn đầu tư tài chính quốc tế, 8 năm là giám đốc đầu tư tại Zurich Insurance Group. Là khách mời quen thuộc của chương trình, anh Hans đã đưa ra rất nhiều lời khuyên hữu ích cho các bạn trẻ trên con đường đạt đến tự do tài chính, như đầu tư không bắt buộc phải thú vị, đầu tư có thể nhàm chán nhưng cần sự hiệu quả. Hay câu nói, lỗi nặng nhất là không nhìn ra lỗi của chính mình. Anh Hoàng Nam Tiến, Chủ tịch FPT Telecom. Anh Hoàng Nam Tiến gia nhập FPT ngay sau khi tốt nghiệp ngành công nghệ thông tin Đại học Bách Khoa năm 1993. Anh Tiến được giao nhiệm vụ làm trưởng phòng kinh doanh công ty năm 26 tuổi. Từ năm 2003 đến năm 2008, anh xây dựng công ty phân phối FPT, đóng góp chính vào cột mốc 1 tỷ đô la Mỹ của FPT năm 2008. Trong 8 năm đầu anh công tác, FPT Software đạt tốc độ tăng trưởng trung bình trên 30%, trở thành một trong 500 công ty phần mềm lớn nhất trên thế giới. Từ năm 2020 đến nay, anh giữ chức chủ tịch công ty cổ phần viễn thông FPT. Đến với chủ đề 1 triệu đô đầu tiên, hai vị khách mời sẽ chia sẻ kinh nghiệm, hành trình đạt được cột mốc này và còn xa hơn nữa, hướng đến tự do tài chính cho các khán giả. Hãy cùng bắt đầu Money Talk 1 triệu đô đầu tiên cùng host Ngọc Trinh. Vâng, xin được cảm ơn anh Hoàng Nam Tiến, cảm ơn anh Hans, hai anh đã nhận lời tham gia chương trình. Và có vẻ như là ngày hôm nay sự có mặt của các anh đã khiến cho khán giả của Money Talk rất là phấn khích. Ví dụ như là bạn, ít nhất là có bạn Đạt Trần, bạn ấy nói là chờ anh Hans từ lâu rồi.
rồi là bạn Linh Nguyễn thì nói ôi khách mời hôm nay VIP quá. Thế thì thông thường ấy, mọi khi chương trình sẽ dành một chút thời lượng đầu để gọi là ice breaking, tức là phá băng. Nhưng có lẽ với 1 triệu đô đầu tiên thì với rất rất nhiều người đang dành cái sự quan tâm đặc biệt. Và đó chính là cái điều mà chúng ta phải giải tỏa ngay lúc này cho khán giả của Money Talk. Đó chính là cái hành trình để đạt được cái cột mốc 1 triệu đô đầu tiên của hai anh, đúng không ạ? Thế thì trước tiên câu hỏi đầu tiên xin được hỏi khán giả của Money Talk là các bạn đã đạt được ngưỡng 1 triệu đô đầu tiên hay chưa? Nếu các bạn đạt rồi thì hãy comment số 1. Còn nếu các bạn chỉ có 1 triệu đồng thì hãy comment số 2 để chúng tôi xem là cái lượng khán giả mà đã đạt được cái cột mốc quan trọng này là chiếm bao nhiêu phần trăm. Thế thì trước khi nhận cái phần câu hỏi của khán giả thì xin được hỏi hai anh là các anh đã đạt được cột mốc 1 triệu đô đầu tiên khi mà các anh bao nhiêu tuổi? Câu này em hỏi anh Tiến trước. Tôi vẫn nhớ chính xác ngày luôn. Nhớ ngày luôn ạ? Vâng, 13 tháng 12 năm 2006. Đấy là một buổi sáng mà FPT niêm yết trên sàn chứng khoán tại thành phố Hồ Chí Minh. Và ngày hôm đấy ở FPT đã có 150 người trở thành triệu phú đô la. Để tôi muốn nói như thế này, triệu phú đô la ngày xưa rất khó. Tại vì là ngày đấy tôi vẫn nhớ là 1 triệu đô la Mỹ là bằng khoảng 15 tỷ. 15 tỷ lúc đấy là có thể mua được 30 căn hộ đẹp. Mà nếu mà bây giờ 30 căn hộ đẹp bây giờ thì cần số tiền lớn hơn rất nhiều. Giả sử như một căn hộ đẹp bây giờ là 5 tỷ thôi, thì 30 căn hộ là chúng ta cũng cần 150 tỷ. Dạ vâng, nó cần nhiều hơn 1 triệu đô rất rất nhiều. Dạ vâng. Đấy là ngày mà chúng tôi gọi là ngày mà FPT trở nên gọi là đột kim. Đột kim có nghĩa là đột nhiên có nhiều tiền. Chúng tôi suốt bao nhiêu năm trời, với tôi là 13 năm, từ năm 93 đến năm 2006, là 13 năm lao động, mỗi một ngày ít nhất là 10 đến 16 tiếng, không tính thứ bảy chủ nhật. Và đột nhiên một ngày, không phải nhờ, tôi có nghĩ, vẫn nghĩ là nhờ một cái sự may mắn, chúng tôi đã có 1 triệu đô la Mỹ đầu tiên. Vậy thì cái sự đột nhiên, cái đột kim đấy thì chắc chắn là nó sẽ đem đến cho anh một cái sự đột ngột. Thì anh sẽ xử lý cái cú sốc đó như thế nào? Khi mà đạt được 1 triệu đô đầu tiên thì anh có định hiện thực hóa lợi nhuận bằng cách là bán luôn thử cổ phiếu đi và cầm 1 triệu đô đấy mua 15 căn hộ để đến bây giờ có khi nó lại là chục triệu không? Vâng, đấy là lựa chọn của 2/3 số người mà có 1 triệu đô la Mỹ đầu tiên ở FPT. Ồ, 2/3. Và 3/4 trong số họ thì nghỉ không làm việc nữa rồi. Và có thể là tôi ngu dốt hoặc là làm sao đấy thì giờ này tôi vẫn tiếp tục làm việc. Và vẫn giữ như cũ, tức là một ngày chúng tôi làm việc từ 10 đến 16 tiếng. Và không tính thứ bảy chủ nhật. Ví dụ như là tối hôm nay thứ sáu, một ngày trời đông rất là đẹp, một ngày rất là xứng đáng để cùng bạn gái đi đón cái lạnh của mùa đông Hà Nội. Thì lại bị chị Ngọc Trinh bắt nạt, bắt lên đây để nói về câu chuyện của quá khứ. Anh Tiến là người dám nói dám làm, mà ai thách là anh cũng làm, bởi vì lúc nãy em vừa thách anh xong. Em thách anh dám nói cái này lên trên sóng mà anh ấy cũng nói thật. Nhưng mà trên thực tế thì các bạn ạ, cái này không phải là việc anh Tiến bị bắt nạt đâu, mà là anh Tiến đã nói rất rõ cái từ khóa bạn gái ở đây. Thì quý vị cũng đã hiểu rằng là ai cũng có thể có cơ hội để mà một ngày đông có thể là mời anh Tiến đi ăn một cái gì đó. Và chắc chắn là ngày hôm nay cái người mà bắt nạt anh Tiến không phải là em, mà thực sự là nó là có cái sự hấp dẫn nào đó liên quan đến câu chuyện về chủ đề và liên quan đến Money Talk. Bởi vì là trong ngày đông lạnh giá thì mình vẫn đang ngồi trong một cái không khí ấm áp của trường quay để nói về câu chuyện 1 triệu đô đầu tiên. Và em hy vọng rằng là câu chuyện của anh Tiến không chỉ là sưởi ấm đâu mà còn inspire tất cả những người mà đang ở trong cái hành trình là đi đạt được cái cột mốc quan trọng của cuộc đời. Thế bây giờ em xin được hỏi anh Hans. Anh Hans thì sao ạ? Anh đạt được cột mốc này vào năm anh bao nhiêu tuổi? Cái câu chuyện anh thì nó liên quan tới cái công việc. Thì cái thời gian mà anh bắt đầu anh làm cho cái ngân hàng Thụy Sĩ ấy, UBS ấy, thì cái thành công mà sau khoảng 5-7 năm là anh, lúc đó là anh chuyên tập trung vào những cái công ty về công nghệ ở Bắc Mỹ, Nasdaq 100, tập trung vào 100 cái công ty công nghệ. Thì anh đầu tư rất thành công với những cái công ty công nghệ thuộc lòng, phụt nằm lòng những công ty đó. Cho tới giờ vẫn còn những công ty nó còn lại, cách đây hơn 20 năm. Thì anh nghĩ là cái phần mà anh nhận được khoảng đâu năm anh khoảng 40 là nó đạt được khoảng 1 triệu, khoảng năm một khoảng đó. Như vậy là các anh đã đạt được cái con số 1 triệu đô đầu tiên còn rất là trẻ, và đại đa số là
cả hai anh đều đạt được 1 triệu đô dựa trên cái việc là cái lựa chọn của mình đã gia tăng được cái giá trị. Cụ thể ở đây là anh Tiến thì bắt đầu lao động mỗi ngày. Lao động mỗi ngày, nhưng mà bởi vì anh được chia cổ phần, là anh được nhận cái cổ phần của FPT đúng không? Vâng, và khi mà cổ phiếu niêm yết lên sàn, và cái câu chuyện của anh thì nó cũng sẽ hơi giống câu chuyện của Alibaba. Nếu em nhớ không nhầm là cũng có một cô trợ lý của Jack Ma, sau đó thì một thời gian sau Alibaba niêm yết lên sàn và cô ấy cũng đã trở thành một triệu phú. Thì em nghĩ là đây là cái câu chuyện không lạ khi mà một người mà có cái gắn bó rất là sâu sắc với cả một doanh nghiệp, và khi mà gọi là thuyền lên nước lên, khi mà doanh nghiệp đó tỏa sáng thì lúc đó thì chúng ta sẽ nhận được thứ gọi là đột kim như anh vừa nói. Nhưng có một cái ý này em nghĩ là cũng khá là băn khoăn, bởi vì rất nhiều khán giả đang comment là họ đang đặt ở ngưỡng số 2. Như em vừa mới đố mọi người, số 2 đây là mọi người bây giờ đang chưa có tiền triệu đô mà chỉ đang là tiền triệu đồng mà thôi. Và họ đang muốn đạt được đến cái mốc đấy. Vậy thì nếu chúng ta có một lời khuyên nào thật ngắn gọn cho họ, thì không biết là hai anh sẽ muốn nói câu gì với những khán giả đang comment ở số 2 trong chương trình. Em mời anh Tiến. Tôi thì vẫn nghĩ hơi khác một chút với các bạn rất rất trẻ bây giờ. Đã. Vì các bạn bây giờ, tôi thường xuyên gặp các bạn làm startup với một mong muốn là làm được những cái gì mình đam mê, làm những điều gì đặc biệt, và sẽ có nhanh chóng có 1 triệu đô la Mỹ đầu tiên khi mà vẫn còn ở tuổi khoảng đâu đó 20. Tôi thì vẫn nghĩ là cần phải lao động rất chăm chỉ mỗi ngày, và may mắn sẽ đến và thành công sẽ đến. Yeah. Bạn Polo Coco, bạn có hỏi là xin hỏi anh Tiến là nếu không có FPT thì anh nghĩ anh sẽ mất bao lâu để đạt được 1 triệu đô đầu tiên? Tôi cũng không biết, bởi vì là cho đến nay tôi làm việc ở FPT 30 năm, từ ngày tôi ra trường, tôi không có một kinh nghiệm nào khác với anh An. Tôi không có kinh nghiệm nào làm ở bất kỳ đâu cả. Dạ. Thành ra mình không có kinh nghiệm, mình không thể phát biểu được. Vâng, nói chung là mình cứ tích cực lao động rồi đến lúc quả ngọt sẽ đến với mình, đúng không ạ? Và cả may mắn. Dạ. Có một khán giả đặt, thực ra thì bình thường là những cái comment này thì em sẽ xin phép không đọc, nhưng mà riêng comment kiểu như này em sẽ muốn đọc và em sẽ hỏi anh Hans. Có một bạn nói là nếu tôi có tiền triệu đô tôi đã không ở đây, tức là bạn đã không xem chương trình này. Vậy anh sẽ trả lời như thế nào với những khán giả họ cho rằng là họ có ít tiền thì họ sẽ xem hoặc họ sẽ lắng nghe những câu chuyện về tự do tài chính, hay là có nhiều tiền rồi là chúng ta sẽ không cần nghe những cái kinh nghiệm đó nữa? Thực sự cái buổi hôm nay á, là đặc biệt dành cho những bạn chưa có 1 triệu. Yeah. Chứ không phải cho những bạn đã có 1 triệu rồi. Yeah. Là cái mong muốn của anh, chắc có lẽ của anh Tiến cũng vậy thôi, là tụi anh muốn chia sẻ cái kinh nghiệm của bản thân để giúp các bạn, đặc biệt các bạn trẻ, tìm ra cái cách cho riêng mình. Mà có thể là nó không giống anh Tiến mà cũng không giống anh đâu. Uh-huh. Nhưng mà phải tìm ra cái cách nào cho riêng mình. Tụi anh chỉ gợi ý thôi. Yeah. Có thể là tụi anh chia sẻ trong cái buổi hôm nay, chắc anh cố gắng anh sẽ gợi ý và chia sẻ những kinh nghiệm của anh. Và anh hy vọng là giúp những cái bạn mà đang theo dõi tìm ra được con đường cho mình. Yeah. Cũng giống anh Tiến hồi nãy có nói đó. Startup nó chỉ là một con đường, nhưng mà nó là con đường khó. Có thể anh nói trước trong buổi này mình có nhiều cái phần mình trở lại, nó có nhiều con đường để mình đi tới 1 triệu lắm, nhưng mà không phải con đường nào ai cũng làm được, cái này quan trọng. Yeah. Có một cái ý lúc nãy mà bên cạnh cái câu chuyện con đường mà như anh Hans vừa chia sẻ, thì có một ý lúc nãy của anh Tiến là mình cứ chăm chỉ, mình miệt mài mình đi thôi, rồi đến một lúc nào đó may mắn nó sẽ đến. Nhưng em thì em tin là may mắn nào nó cũng đều phải có cơ sở, và sẽ có rất nhiều bạn sẽ muốn hỏi rằng là bạn ý đang rất là chăm chỉ rồi, bạn ấy đang rất là cố gắng rồi, nhưng bạn chờ mãi vẫn chưa thấy cái may mắn đó đâu. Và quan trọng là bạn ấy không biết là những cái nơi mà bạn đang làm việc có thực sự đem đến cho bạn ấy một cái cảm giác đột kim như anh Tiến hay không. Thế thì nếu như để dùng 3 cái từ khóa mấu chốt để miêu tả cái cách mà chúng ta có thể chinh phục được 1 triệu đô đầu tiên, bên cạnh từ khóa may mắn á, bởi vì nhiều khi may mắn mỉm cười sớm, nhưng nhiều khi may mắn có khi chưa chắc đã mỉm cười, thì các anh sẽ muốn chọn 3 từ khóa mấu chốt nào để miêu tả cái cách mà chúng ta có thể chinh phục được cái cột mốc này đầu tiên, mà dựa vào bản thân chúng ta chứ không phải là dựa vào một cái sự kiện đột kim nào đó như của anh Tiến? Nếu mà tôi được chọn, dạ, thì bao giờ tôi cũng chọn là thứ nhất là lao động, thứ hai là sáng tạo, và thứ ba là công nghệ. Dạ, lao động, sáng tạo và công nghệ. Không biết là 3 cái từ khóa mà các quý vị khán giả Money Talk sẽ chọn để mà các bạn nghĩ rằng là có thể đạt được cái cột mốc 1 triệu đô đầu tiên là gì, thì các bạn cũng hãy comment nhé. Chúng tôi rất là muốn nhặt ra những cái từ khóa ấn tượng nhất và sáng tạo nhất đối với quý vị khán giả. Thế còn anh Hans thì sao? Anh sẽ chọn 3 từ khóa nào? Thú thật là trước khi lên đây anh có chuẩn bị.
anh chuẩn bị một cách là chia sẻ làm sao cho nó rất rất là dễ áp dụng cho các bạn trẻ. Cái mà anh Tiến mới nói là một trong những cái con đường mà mình có thể áp dụng, nó có những cách khác. Yeah. Right. Có thể anh nói sớm, ngay bây giờ, tại nó rất là quan trọng. Tại vì hầu hết các bạn trẻ đều rất là hoang mang, không biết là mình có cách nào không, có cơ hội nào không. Tại vì đang mới có 1 triệu, giống em nói, mới có 1 triệu Việt Nam đồng, yeah, thì chừng nào mới có 1 triệu đô la. Anh nói luôn ha, các bạn yên tâm, nó có những cái công thức mà trong những cái số trước anh có nói rồi. Ví dụ là bỏ heo, đó là một trong những cách. Bỏ heo 2.0 anh đã nói rồi, vẫn có một cái cách đầu tư. Em không có cần mất nhiều thời gian, kiến thức, không cần nhiều vốn, mà em kiên trì, nó vẫn tới được cái mốc 1 triệu. Với điều kiện là phải kiên trì và đừng dài. Nó vẫn có cách chứ phải không? Cho những người thật sự. Nó có bốn cái yếu tố thường thường là mình cần để mà mình kiếm tiền. Mình phải có vốn. Có vốn rồi tiền thì đẩy ra tiền thì dễ rồi. Nhưng mà có rất nhiều cái, chẳng hạn như startup em cần vốn. Ừ. Em bán hàng, em phải cần mua hàng. Tức là em cần vốn rồi. Em cần kiến thức. Em phải biết làm như thế nào với cái đồng tiền đó. Em phải cần có thời gian. Anh còn chưa nói tới sức khỏe nữa. Tất cả cái yếu tố này em không có, em không làm được. Bởi vì vậy mà tại sao nó khó? Tại sao rất nhiều người thấy người khác làm được, mà tại sao mình làm không được? Tại vì nó không có dễ. Anh tạm nói thế này nghe. Cứ nói 10 người đi, chắc giỏi lắm có 1 người làm được thôi, thì khó lắm. Như vậy thì 9 người còn lại làm cái gì? Làm thế nào? Có cơ hội không? Anh nói trước luôn nghe. Có. 9 người còn lại vẫn có cơ hội để có 1 triệu đô la. Yeah. Nếu đi đúng đường. Yeah. Em thấy là hiện nay có rất nhiều bạn comment ba cái chữ cái của các bạn ý. Ví dụ bạn Nhân Chính thì bạn comment là kiến thức, kỷ luật và sự kiên trì. Rồi bạn Phạm Liên thì bạn comment 3 lần nhưng chỉ có 1 chữ là dám làm và dám làm. Một bạn nữa thì Đạt Trần thì comment là kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm. Mỗi bạn đều có những cái cách suy nghĩ khác nhau, nhưng em nghĩ về cơ bản ở đây vẫn là một từ khóa chung thôi. Đó là chúng ta phải lao động và làm việc. Thế nhưng mà có một bạn Linh, bạn đặt ra câu hỏi cho anh Tiến. Mà em nghĩ là em vẫn phải đọc câu hỏi này, bởi vì câu hỏi này có vẻ chạm đến cảm xúc của khá nhiều bạn có suy nghĩ tương tự. Bạn ấy nói rằng là em cũng làm việc đến nay là 16 tiếng một ngày và ở cơ quan như anh Tiến mà em vẫn chưa kiếm nổi 1 tỷ đồng. Vậy thì anh Tiến sẽ muốn trả lời bạn Linh như thế nào? Dạ vâng. Phần lớn trong số chúng ta, có thể nói là 95-99% trong số chúng ta là chọn con đường là chúng ta sẽ trở thành những người gọi là cán bộ, những người nhân công, những người lao động mẫn cán chăm chỉ. Và tất nhiên sẽ không bao giờ có được 1 triệu đô. Điều đấy là hiển nhiên. Và bao giờ cũng vậy, trong những người như vậy thì luôn luôn có những người sẽ nghĩ khác và làm khác. Yeah. Kể cả đang phải làm những công việc mà trước đấy đã rất nhiều người làm, nhưng họ bắt đầu làm với một cái suy nghĩ mà giống như là anh Phan Phương Đạt chỗ tôi rất là tâm đắc, anh nói là luôn luôn suy nghĩ không cũ về những vấn đề không mới. Và vì vậy họ sẽ với cái cách nghĩ khác, làm khác, họ sẽ có những bước đột phá và tạo ra những việc hoàn toàn khác. Tôi không phải khoe, nhưng mà ngày xưa tôi cũng đi bán hàng. Và tôi chợt nhận ra là nếu mà mình đi bán hàng như thế này thì mình sẽ có thu nhập rất tốt. Có thể cao với mức bán hàng lúc ấy, có thể cao hơn 2-3 lần so với những bạn bán hàng cùng với ở chỗ chúng tôi. Nhưng tôi cũng chợt nhận ra một điều là nếu mà cứ bán hàng thì mãi thu nhập tôi cũng chỉ có thế. Và lúc ấy ngay lập tức tôi đã nghĩ ra cách là tôi không chỉ bán phần của tôi, mà tôi phải làm sao cho cả 100 công ty khác bán cái hàng đấy của tôi. Có thể lợi nhuận tôi ít hơn, nhưng mà tôi lại có một cái mạng lưới bán hàng vô cùng rộng lớn. Và đấy là những ý tưởng đầu tiên, bắt đầu từ năm 1994. Và sau đó 9 năm chúng tôi đã xây dựng được công ty phân phối lớn nhất tại Việt Nam. Tôi nói luôn là lớn nhất, bởi vì lúc đấy doanh thu chúng tôi nhiều hơn cả Unilever Việt Nam. Vâng. Tức là dám nghĩ khác, làm khác và không giống như mọi người. Đấy. Các bạn đấy đang đi làm, các bạn cũng đúng câu hỏi đấy. Thì tôi lại nhắc lại cái câu, có thể hơi dài dòng, nhưng câu này rất hay mà chúng tôi rất hay chia sẻ.
là suy nghĩ không cũ về những việc không mới. Vâng. Em thì hoàn toàn đồng tình với quan điểm này của anh Tiến, bởi vì là trên thực tế rất nhiều người vẫn đang đi làm việc, nhưng mà chúng ta hoàn toàn có thể làm chủ cái phần việc của mình. Bởi vì nếu như mà mình luôn luôn suy nghĩ rằng là tôi sẽ làm những việc mà sếp giao thôi và như thế tôi đã hoàn thành nhiệm vụ, thì chúng ta sẽ rất khó để có thể trở thành người làm chủ chính công việc của mình. Nhưng mà chính cái câu chuyện mà anh vừa chia sẻ thì cho thấy rằng là cái giá trị của cái sự sáng tạo sẽ biến cái giá trị của chúng ta hoàn toàn khác biệt. Và cái sự khác biệt đấy sẽ là cái bước đệm để giúp chúng ta chạm được những cái cột mốc. Và cái cột mốc đó nó thể hiện bằng tiền. Và em tin rằng là tiền nó không phải là một cái đích, mà tiền nó là một cái phiếu bé ngoan. Nó là một cái bằng khen cho cái nỗ lực lao động và cho cái nỗ lực sáng tạo để tự mình tạo được ra giá trị của bản thân mình trong công việc. Và hy vọng là bạn Linh Nguyễn đã thỏa mãn được phần nào thắc mắc của mình trước cái câu hỏi mà bạn dành cho tôi. Tôi muốn bổ sung thêm một câu. Tại sao tôi chọn từ công nghệ? Đó. Tại vì chúng tôi làm trong nghề công nghệ, và tôi không muốn nói khoe khoang, nhưng mà nhờ công nghệ chúng ta có thể thay rất rất nhiều sức người. Nếu như các bạn cứ nghĩ rằng là mình thật chăm chỉ, mình sẽ làm việc mỗi ngày nhưng mà vẫn không ăn thua, bởi vì cái chăm chỉ đấy nó chỉ hơn được người khác thôi, gấp 2, gấp 3 lần là giỏi lắm rồi. Nhưng nhờ công nghệ các bạn có thể gấp 100 lần, 200 lần cái sức lao động một thông thường. Đã. Việc ứng dụng công nghệ và biết tận dụng những công nghệ mới nhất, chúng ta sẽ có một vị trí hoàn toàn khác so với những bạn bè khác, so với những công ty khác, so với những đối thủ cạnh tranh khác. Và cũng nhờ công nghệ nó lại có một điểm nữa là nó làm cho thế giới thực sự phẳng. Tức là thị trường không phải 100 triệu người Việt Nam nữa, mà nhờ công nghệ thì biến cả thế giới này, 7-8 tỷ người này, trở thành thị trường của mình. Đạo diễn vừa nói là chắc là vì anh làm ở công ty công nghệ cho nên là anh nhắc đến từ công nghệ rất là nhiều. Không, nhưng thực tế hiện nay đang chứng minh điều đó. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ có một cái câu hỏi này là, thế thì với những người họ không có cái khả năng mà liên quan đến những ngành công nghệ, nhưng họ lại đầu tư vào những, họ lại đầu tư vào những cái mảng tài chính lại đang thiên nặng về công nghệ, ví dụ như chúng ta có thể nhắc đến Bitcoin hay là NFT chẳng hạn, thì theo anh Hans đó có phải là một cách để mà đầu tư cho tương lai không? Em đang hỏi đặc biệt về crypto. Ví dụ như vậy. Trước khi anh nói về crypto, anh nói chung về công nghệ, anh tiếp cái lời của anh Tiến ha. Trong mấy cái số trước về mình nói về bất động sản á, thì anh có nói một cái vấn đề là ở Việt Nam hầu hết những người giàu lên, không phải riêng gì 1 triệu mà nhiều triệu, đều nhờ bất động sản. Bất động sản là một trong những cái tài sản nó giúp rất nhiều người giàu lên ở Việt Nam. Nhưng mà ở những nước khác không phải vậy. Tại có một bạn hỏi anh ở bên Thụy Sĩ thì sao? Thì anh mới có chia sẻ là Thụy Sĩ thì không phải vậy. Ở bên Thụy Sĩ người ta có đầu tư bất động sản, nhưng mà hầu hết người ta giàu lại không phải nhờ bất động sản mà nhờ chứng khoán ở bên Thụy Sĩ. Bên Mỹ thì sao? Là công nghệ. Những người thành công nhất trong xã hội, giàu nhất trong xã hội toàn là công nghệ không à, bên Mỹ. Có nghĩa là mỗi thị trường nó mỗi khác. Ở Việt Nam mình cho tới hôm nay vẫn là bất động sản, nhưng mà hoàn toàn nó có thể thay đổi. Ví dụ như hôm nay anh tình cờ anh đọc một bài có nói về một bạn, anh nhớ là trong cái công ty của VNG về game hả, lúc trước là game, bây giờ là không còn game nữa, mà rất là nhiều cái công nghệ rất thành công Việt Nam, mà cũng có thể giống như anh Tiến nói, cái bước tới là chinh phục ở nước ngoài. Họ rất thành công ở Việt Nam rồi. Có nghĩa là nếu cái khuynh hướng này nó tiếp tục thì từ từ trong mảng công nghệ cũng có những người sẽ rất thành công và cũng sẽ rất giàu. Right. Nhờ về công nghệ. Em thì nghĩ là cái câu chuyện là nhờ vào công nghệ để mà khiến cho cuộc sống thay đổi, và nhiều người cũng thay đổi cả cuộc đời nhờ công nghệ, là chuyện không hề lạ nữa. Nhưng có một điều quan trọng ở đây là chọn cái con đường nào để mà đạt được cái cột mốc thành công cho mình, thì cái đấy phụ thuộc vào sự lựa chọn của mỗi một người. Và với mỗi người đã có 1 triệu đô thì họ thường cho mình 3 cái hashtag sau cả một cái quá trình. Còn với rất nhiều những khán giả mà đang theo dõi chương trình thì có 1 triệu đồng và thậm chí chưa có 1 triệu đô, thì những cái từ khóa dành cho các bạn sẽ là gì để có thể đạt được cái cột mốc 1 triệu đô đầu tiên? Ngay bây giờ chúng ta cùng giải nghĩa với Money Hashtag. Ngày hôm nay thì Money Hashtag sẽ chỉ có duy nhất một hashtag, đó là 1 triệu đô la Mỹ. Thế thì những vũ khí nào mà chúng ta cần phải rà soát lại
trước khi bắt đầu hành trình chinh phục 1 triệu đô la đầu tiên. Cái này thì em cũng xin được nhờ anh Hans chia sẻ cái yếu tố nào theo cái quan sát của anh với những cái người khách hàng của anh mà họ đã có rất nhiều triệu đô đến và nhờ anh tư vấn, thì anh sẽ rút ra những cái vũ khí nào quan trọng nhất để đạt được cột mốc đó? Để đạt một triệu. Dạ. Đây chúng thực ta có, sự, em cũng sự. Đã chuẩn bị sẵn 4 cái thứ này rồi, thì anh có bổ sung thêm hay là anh có muốn comment gì về những cái thứ vũ khí này không? Vũ khí này ha? Dạ. Vốn, kiến thức, cơ hội, yes. Dạ. Thời gian. Đây là những cái mà thực sự là nó khá là quyết định rồi đấy. Để mà mình có được tất cả cái này á, nó khó lắm đấy. Ừ. Tại có rất nhiều người tôi có kiến thức nhưng không có thời gian. Đúng rồi. Ví dụ như là anh Tiến có thể là một người như vậy, rất bận rộn rồi. Bây giờ không có thời gian để làm gì thêm nữa cả. Hoặc là cái người mà có thời gian lại không có vốn. Ừ. Tức là rất khó để mình hồi đủ tất cả những điều kiện. Bởi vì vậy mà anh có thể share cái công thức này nè. Cái con đường từ rất ít tiền cho tới 1 triệu, nó có thể có nhiều con đường đi lắm. Có thể là anh Tiến cũng sẽ nhận ra những con đường mà chính mình cũng đã đi ha. Con đường mà ngắn nhất là tự nhiên giàu á, là cha mẹ sinh ra mình đã giàu rồi. Yeah. Hoặc là lấy chồng lấy vợ giàu. Uh-huh. Hoặc là trúng số, là những con đường mà yeah. mình chẳng có làm gì cả mà đã giàu rồi. Yeah. Thì cái đó anh không nói, tại vì rất ít người có cái đó. Uh-huh. Nào bây giờ có cái con đường mà hầu hết, đặc biệt các bạn trẻ đều muốn làm, hồi nãy em Tiến có nói đó. Yeah. Muốn làm startup, muốn giàu nhanh. Cái con đường này thì ta cần cái này. Okay. Cần kiến thức. Yeah. Ta cần rất nhiều kiến thức. Để em có được một cái cơ hội kiếm tiền mà nhanh hơn, tốt hơn đám đông, em phải giỏi lắm. Uh-huh. Em phải rất là giỏi. Nhiều khi em không cần vốn nhiều mà em phải rất giỏi. Em phải giải quyết một vấn đề nào của thị trường tốt hơn mà chưa ai làm tốt. Rồi em phải làm được cái chuyện đó. Nhưng mà em nghĩ là cái chuyện đó thì rất là khó. Ừ. Thế thì bây giờ mình sẽ quay trở lại câu chuyện thực tế đi. Rồi bây giờ anh bây giờ nói tiếp cái phần thực tế này. Yeah. Tại hồi nãy giờ anh nói á, cái con đường mà tự nhiên giàu thì anh khỏi nói luôn ha. Con đường làm nhanh này anh nói hồi nãy rồi. 10 người maybe chỉ có 1 người làm được thôi. Ừ. Như vậy thì 9 người còn lại làm cái gì? Giàu chậm. Giàu chậm. Giàu chậm. Vậy. Thực ra thì em muốn hỏi anh Tiến, bởi vì anh Tiến là người đang không có xác định giàu nhanh mà tự dưng đột kim á, thì cái đấy thì em biết rồi. Thế bây giờ nó giống như chơi game ấy, thì trước khi mình chinh phục cái cột mốc nào đó thì thường là mình hay có 4 cái loại. Như em hay chơi game là nó có máu này, nó có cơ hội, nó có lần này. Thế bây giờ anh kể giúp em là cái năm mà anh đạt được cái cột mốc 1 triệu đô đầu tiên á, thì cái thứ gì là thứ anh thiếu nhất trong 4 thứ này? Vốn, thời gian, kiến thức và cơ hội, thì thứ nào là thứ anh thấy là thiếu nhất? Tôi nghĩ rằng là lúc đấy tôi thiếu tất cả mọi thứ. Và thậm chí là thứ. Không có gì gọi là ở chỗ này cả. Thế thì thứ anh có thể kể ra rất là rõ là thời gian lúc đấy chúng tôi vô cùng bận rộn. Ừ. Suốt ngày phải đi bán hàng. Ừ. Cứ mở mắt ra là nghĩ chuyện bán hàng. Và tôi vẫn nhớ ngày đấy. Rồi cơ hội. Cơ hội thì đến bây giờ tôi vẫn nghĩ rằng là ở FPT chúng tôi có một cái may mắn là có rất nhiều cơ hội ở rất nhiều lĩnh vực khác nhau. Tôi có thể nói là các bạn làm về công nghệ này, các bạn làm về bán lẻ này, các bạn làm về phần mềm này, các bạn làm về viễn thông đều có cơ hội. Và kể cả các bạn làm startup cũng có cơ hội. Chúng tôi đã có cơ chế để các bạn có thể startup ngay trong lòng tập đoàn FPT và có thể trở thành triệu phú. Thế nhưng ngày đấy thì tôi vẫn quay lại câu chuyện cũ là chúng tôi rất kiên trì lao động. Dạ. Và rất chăm chỉ. Thế thì có thể là anh nhiều kiến thức. Vâng, tôi cho rằng là ngày đấy chúng tôi đã học được rất nhiều thứ mà các công ty ở Việt Nam chưa kịp có. Tôi vẫn nhớ là cái khóa tôi đi học ở trường INSEAD, một trong những trường quản trị kinh doanh hàng đầu trên thế giới, tại Pháp. Và khi đấy thì một cái may mắn là chúng tôi học với những công ty phân phối lớn nhất trên thế giới. Dạ. Và tôi đã học được những bài học mà vô giá. Ừ. Và về sau khi 2003 tôi về mang về Việt Nam áp dụng thì tôi thấy vô cùng ngạc nhiên là những cái bài học mà tôi học được thì trở nên vô cùng mới mẻ tại Việt Nam. Ừ. Về quản trị hệ thống logistics, xây dựng mạng lưới phân phối, quản trị dòng tiền, thì em thấy quản trị nhà cung cấp. Mình có cơ hội đúng không anh? Thế thì đó cũng là tính là cơ hội rồi. Vâng. Tôi nghĩ là tại sao tôi cứ hay nói là may mắn chúng tôi đạt được điều đấy. Nhưng thực ra
cái may mắn đấy dựa trên cái sự lao động kiên trì mỗi ngày. Như vậy là... cho anh góp ý ngay cái chỗ này nè. Cái này là đặc điểm của Việt Nam nè. Cơ hội mình nhiều lắm. Việt Nam mình rất nhiều cơ hội. Tại vì anh sống giữa hai cái thế giới bên Thụy Sĩ và về đây. Anh đi qua đi lại, anh so sánh. Ở đây nhiều cơ hội lắm. Tại vì sao? Đơn giản. Tại cái nước của mình đang phát triển. Những thị trường khác họ đã phát triển 20-30 năm, tối thiểu là hơn mình vài thế hệ rồi. Từ từ nó bớt cơ hội. Mình đang phát triển, nhiều cơ hội lắm. Rất nhiều cơ hội, nhưng mà thiếu vốn. Thiếu vốn. Mình thiếu vốn. Đó là anh nói bức tranh chung nha. Bức tranh chung là mình rất nhiều cơ hội tại mình đang phát triển. Nhưng mình vẫn là cái nước chưa có giàu lắm. Nên vẫn thiếu vốn. Mình cần vốn ở nước ngoài, ví dụ vậy ha. Nào, đối với các bạn trẻ, cái đề tài hôm nay là cho các bạn trẻ, thì chắc chắn vốn là vấn đề. Tại các bạn trẻ chưa có vốn nhiều. Thiếu luôn là kiến thức. Có thể bạn có rất nhiều thời gian, cơ hội thời gian có rất nhiều, nhưng mà vốn kiến thức thiếu. Như em thấy là câu chuyện của anh Tiến vừa chia sẻ thì là cái thứ anh nhiều nhất ở thời điểm đó lại là cái cơ hội để mà dung nạp thêm được những cái kiến thức mới. Và yếu tố anh Hans vừa nói là cái con đường để mà mình đạt được tự do tài chính hoặc 1 triệu đô đầu tiên nó vẫn phải nằm ở cái câu chuyện kiến thức. Nhưng quan trọng là lựa chọn kiến thức gì. Thế thì bây giờ để nhắc về kiến thức thì em cũng xin được hỏi anh là có những cái cách để mà chúng ta có thể quan sát để đến được với 1 triệu đô đầu tiên thì chỉ có hai cách thôi, là nhanh hoặc là chậm. Chứ em không nói là mình làm công nghệ hay là mình làm về những thứ lao động đơn thuần nữa. Thế thì bây giờ giữa giàu nhanh và giàu chậm thì cái con đường nào có thể dẫn đến 1 triệu đô đầu tiên mà lại là 1 triệu đô bền vững nếu như chúng ta đã giàu nhanh? Bởi vì em nghĩ là trong thời gian vừa qua rất nhiều bạn trẻ đã giàu rất nhanh nhờ công nghệ crypto, nhiều thứ. Nhưng mà để giữ được cái giàu nhanh đó thì lại là câu chuyện khó. Thế thì cái bí quyết của anh Hans và của anh Tiến là chúng ta sẽ làm như thế nào để lỡ mà trời cho chúng ta giàu nhanh thì chúng ta vẫn có thể biến được nó thành thứ giàu bền? Cái này anh không quảng cáo nghe. Đó là công việc của tụi anh. Cái công việc tụi anh là chính là giúp cho những người đã có được một cái tài sản làm sao để giữ được. Tại vì cái giữ tài sản nó cũng khó không kém. Mà đặc biệt là nó rất là sao đáng tiếc nếu mà mình đã bỏ ra biết bao nhiêu năm trời gây dựng, thường thường nó cả chục năm, 20 năm mới có được một cái tài sản, mà làm một cái lỗi nào đó nó mất đi, nó rất là đáng tiếc. Đáng tiếc cho cái bản thân của người đó, nó đáng tiếc cho xã hội nữa em. Nó rất là đáng tiếc, nên tìm cách chặn nó lại, đừng để nó xảy ra. Có nghĩa là sao? Phải học cái cách giữ cái tài sản. Nó không có khó như nhiều người nghĩ đâu. Chỉ cần làm đúng một vài thứ là mình giữ được cái tài sản. Và đó sẽ là cái đề tài cho Money Talk số tiếp theo. Đúng rồi. Em nghĩ là như thế. Thế thì bây giờ em đang có một cái con đường để dẫn đến giàu có. Thì có 3 cách để có thể đến được với 1 triệu đô đầu tiên. Thì xin mời anh Tiến cũng như là anh Han sẽ quan sát. Đây, chúng ta có một số các cái cách như ở trên hình ảnh vừa rồi. Thì theo anh Hans thì ứng với mỗi cái cách giàu có thì có những con đường nào cụ thể như là trong hình vẽ sau đây? Như hồi nãy anh có nói rồi đó. có một số người rất là may mắn, họ chẳng làm gì cả mà cũng đã giàu giàu rồi. Chẳng là cha mẹ giàu, sinh ra trong một gia đình giàu ha. Hoặc là trúng số, nhưng mà cái số nó ít lắm. Nên mình có thể là mình không có đề cập tới cái số ít này quá đi ha, quá ít. Cái số ở trên nó lại là cái mong ước của rất nhiều người. Ai cũng muốn giàu nhanh cả. Ai cũng muốn đi từ A tới B là nhanh nhất có thể. Cái vấn đề nằm ngay chỗ này nè, là nó có khả thi hay không. Nó có thể khả thi với một người nào đó, nhưng mà nó có khả thi cho mình hay không. Thì cái vấn đề này là mình phải tự nhận ra. Như vậy thì mình có sự chọn lựa nào. Do hồi nãy anh nói đó, cái người mà đi nhanh được 10 người chỉ có 1 người, như vậy thì 9 người còn lại thì sao? Một là chịu khó đi chậm mà vẫn tới đích. Hai là nghèo mãi. Chọn cái nào? Thế thì em sẽ bắt đầu từ cái hình ảnh tiếp theo nữa. Vâng, xin đạo diễn cho hình ảnh tiếp theo. Nó sẽ có những cái con đường mà ai cũng biết là sẽ rất là khó để có thể làm được, đúng không ạ? Ví dụ như là cái con đường trúng số, rồi là thừa kế, rồi là hôn nhân chẳng hạn, đó là cái mà nó em tạm gọi nó gọi là các bạn hay gọi là sinh ra từ vạch đích thì cũng rất là khó, không ai làm được. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ nhìn cái con đường mà
cần phải kiên nhẫn và chậm chạp hơn một chút để có thể đạt được thành công. Thì theo anh Hans và anh Tiến thì cái sự khác biệt giữa cái con đường số 9, tức là đầu tư chứng khoán, và cái con đường số 10 là ủy thác đầu tư, thì cái sự khác biệt là gì? Em nghĩ là bản thân anh Tiến cũng đã từng trải nghiệm cái cảm giác là mình đã đột kim khi mà cái nhóm cổ phiếu mà anh nắm giữ đã đạt được đến cái con số mà có thể cộng vào cái tài khoản của mình. Thì rõ ràng anh không phải là người đầu tư chứng khoán, mà anh là người đầu tư cái công sức vào một công ty, và khi đó cái công ty đó đã trở nên thành công. Thế nhưng mà sau đó khi anh đạt được 1 triệu đô đầu tiên thì anh cũng có chia sẻ là nhiều người đã làm cái việc là họ bán đi và họ đã không làm việc nữa. Thế thì anh lại là người quyết định giữ lại. Thế thì đến bây giờ anh đã làm gì với những cái mã chứng khoán đó? Anh đã bán đi chưa, hay là anh vẫn giữ lại và anh vẫn tiếp tục lao động? Anh có thể chia sẻ với khán giả Money Talk là anh đã làm gì sau cái quãng thời gian năm 2006 đấy đến giờ? Sau 2006 thì tôi nghĩ là khoản đầu tư lớn nhất của tôi đấy là đầu tư vào các con tôi. Tôi đã nói rất là thẳng thắn với các con là tôi không học hộ được, nhưng tôi có thể giúp cho các con vào những trường tốt nhất có thể. Con gái tôi khi mà chọn một cái ngôi trường ở Mỹ thì có câu hỏi rất là thẳng thắn: ba có cần con thi lấy học bổng? Bởi vì là nếu mà quyết tâm lấy học bổng thì cái lựa chọn vào những trường tốt nhất sẽ giảm đi. Chắc chắn như vậy, vì con mình không phải là thiên tài. Thế nhưng nếu ba đồng ý là trả một phần học phí thì cái cơ hội để con vào những cái trường tốt hơn là tăng vọt lên ngay. Và tôi đã trả lời là hãy chọn cái những trường nào mà con nghĩ rằng là tốt nhất đối với con. Tôi không chọn theo kiểu là đài báo cũng đồn thế. Cái cách mà các phụ huynh đọc đài báo nói lúc nào Harvard, MIT, tôi rất xin lỗi, hãy sang trường đấy sẽ biết rằng là nhiều khi đừng học ở những trường đấy thì có khi tốt hơn. Vâng, tôi đều không bàn chuyện đấy. Thì tôi nghĩ là khoản đầu tư lớn nhất của tôi đấy là đầu tư vào các con của tôi. Và tôi cũng nói thẳng thắn là những khoản đầu tư vô cùng tốn kém. Vâng, để học được những trường tốt nhất trên thế giới là những khoản tiền không hề nhỏ chút nào. Và tôi cũng nghĩ là may mắn nhờ FPT, nhờ khi mà đột kim thì tôi mới đủ tiền để con tôi học những trường đấy. Còn nếu mà chỉ bằng đồng lương thì chắc chắn con tôi sẽ không có những điều kiện như vậy. Vâng. Có một cái câu hỏi này lại xoay quanh về câu chuyện 1 triệu đô đầu tiên. Và xin được hỏi anh Hans là chúng ta thì cũng khó mà có thể giới hạn được bản thân để có thể đạt được cái cột mốc 1 triệu đô. Thì tôi có thể đi được nhiều con đường một lúc, tức là vừa tìm cách giàu nhanh, vừa tìm cách giàu chậm, giống như anh Hans đã từng chia sẻ trong một số Money Talk trước. Thì hình như anh Hans đã từng nói đến cái chiến lược gọi là 10 cộng. Thì không biết chiến lược 10 cộng ở đây là gì, anh có thể chia sẻ cho khán giả Money Talk được không? Anh gọi cho nó vui, mình tạm nói là có 10 con đường để mà giúp mình đi tới đích là 1 triệu. Mỗi người phải tự chọn cho mình, tương tự như thế này, nó có nhiều đường lắm. Mỗi người phải tự chọn cho mình một con đường. Cái vấn đề rất là quan trọng ở đây á, là không phải cái con đường nào mình mong muốn. Ai cũng muốn đi con đường nhanh hết trơn á. Vấn đề là phải chọn ra con đường mà khả thi, mình làm được. Như vậy thì thường thường á, anh nói lại một lần nữa, ít người đi nhanh được lắm. Đa số phải chấp nhận phải đi chậm thôi. Túc tắc. Anh chia sẻ cái kinh nghiệm thực tế ở bên Thụy Sĩ là cái sự quen thuộc với đầu tư nó tốt tới mức độ là hầu như là không có ngoại lệ luôn, là ai cũng đầu tư rất là sớm và rất đều đặn, làm rất là tốt cái công việc đầu tư về tài chính. Ai cũng có cái thói quen, nó thành giống kiểu là môn thể thao vậy đó. Ai cũng làm chuyện đó. Và cái kết quả là cái gì? Hầu hết những người lớn tuổi về hưu đều rất là đầy đủ về tiền bạc, họ không lo. Họ được cái đó, họ làm tốt. Như vậy anh trở lại cái vấn đề của mình, cái giàu chậm nó thể giải quyết được cho chính cái người còn lại rất là tốt. Có nghĩa là chọn một cái cách đầu tư chậm nhưng mà chắc để mình tới đích. Nào, trong số trước anh cũng đã chia sẻ rồi, đó là cái phương án chắc. Nhưng như cái câu chuyện của anh Tiến trong lúc làm sale, anh đã suy nghĩ cái cách làm sao để mình làm tốt hơn nữa. Các bạn nên làm như vậy, giống như anh Tiến. Tức là bất kỳ bạn nào, bạn trẻ nào cũng có thể có một lợi thế nào đó rất là cá biệt cho mình. Tận dụng những cái lợi thế riêng của mình. Ai cũng có một khả năng nào đó.
con hát hay, đờn hay, hay là vẽ đẹp, hay là kể chuyện hay, whatever. Cố gắng khai thác cái sở trường của mình. Dạ. Để xem mình có cái cơ hội đi nhanh được không. Có nghĩa là vừa đi nhanh, dạ, nhưng mà đừng có quên, vẫn đi chậm. Có nghĩa là nếu không giàu nhanh được thì cũng giàu chậm. Dạ. Thì cái đó là cái công thức. Bây giờ bên cạnh cái công thức giống như anh giàu chậm rồi thành công, thì lúc nãy anh Tiến có nói là cái hay nhất để nói về thất bại. Thế thì trên cái hành trình đạt được cột mốc 1 triệu đô đầu tiên, thì các anh có thể chia sẻ là cái cú vấp ngã lớn nhất, đau nhất mà các anh gặp phải trước khi đạt được cái cột mốc 1 triệu đô đầu tiên là gì không ạ? Không biết anh Tiến có cái cú vấp ngã nào không? Em nghĩ là vấp ngã đây là về tiền nha, chứ em không hỏi vấp ngã về nghề nghiệp hay về kinh nghiệm. À, tôi không gặp một lần nào cả. Bởi vì là trong suốt những năm, 13 năm, dạ, đầu tiên ở FPT tôi chỉ có làm việc. Vâng. Chăm chỉ làm việc. Và anh không có đầu tư. Anh chỉ đầu tư vào tôi... skill, kỹ năng, vâng, và làm việc. Tôi chưa bao giờ đầu tư tài bất động sản, cũng không đầu tư chứng khoán. Uh-huh. Vâng, cũng không... Nói tóm lại không có những động tác đầu tư giống như mọi người. Yeah. Thế thì em xin hỏi anh Hans. Anh Hans hình như là cũng có đầu tư. Vậy thì cái cú vấp ngã lớn nhất của anh mà liên quan đến đầu tư để đạt trước khi đạt được cột mốc 1 triệu đô đầu tiên là gì ạ? Cái vấp ngã lớn của anh nó cũng liên quan tới đầu tư về tài chính. Dạ. Cái công việc của anh đó, tại đó là công việc anh làm rất là gọi là chuyên và là làm nhiều. Thì cái lỗi mà rất là typical của mấy người trẻ là háo thắng. Háo thắng. Là khi mà anh nghiên cứu thị trường, lúc đó là anh làm ở Thụy Sĩ, anh cover hai thị trường chính là Thụy Sĩ và Bắc Mỹ. Thì sau một thời gian anh rất thành công. Thì đầu tư mà chỉ được 20-30% là đối với anh chưa nhiều. Muốn nhiều hơn nữa. Và có một lần anh vấp. Và anh mất rất là nhiều. Cái mà anh đã gây dựng trước đó, mặc dù nó cũng chưa nhiều, tại anh còn trẻ. Nhưng mà cái bài học rất là quan trọng đối với anh. Anh nhớ là có một buổi anh nói chuyện với một người bạn cũng làm trong ngân hàng UBS với anh. Yeah. Bạn tên Thomas, anh còn nhớ, người bạn trẻ với anh. Anh chia sẻ cho anh cái cách đầu tư như thế nào, thì anh thấy, ủa, sao đầu tư mà có 7-8% ít quá vậy? Thì cái bạn Thomas sẽ trả lời với anh nè. Tao không biết mày làm cái gì mà đòi hỏi tới 30-40%. Tại khi mà tao đầu tư á, là tao phải nghĩ là cái người mà lấy vốn của tao để mà đi đầu tư, họ làm cái gì để ra 30-40% để trả tao. Tức là một cái nhìn nó rất là đúng đắn, rất là thật, rất là professional. Và từ đó trở đi, anh nói tới giờ anh vẫn nhớ cái câu chuyện đó. Tức là cái mong đợi về đầu tư của mình đó, nó quan trọng lắm. Đừng có thái quá. Tại khi mà đầu tư mà đúng chuẩn mực nha, là cái range nó không có nhiều lắm đâu. Giữa cái em rất muốn an toàn là trong gửi ngân hàng, cho tới em đầu tư cổ phiếu giỏi lắm là cộng trừ 20%, ví dụ vậy. Đâu đó thôi. Chứ em đừng có mong đợi 50%. Em mà muốn vượt qua cái ngưỡng này á, là em đang làm một cái gì đó nó rất bất thường, mà rất có thể là nó sai. Right. Em nghĩ là cái bài học này của anh Hans thì rất nhiều người đã trải qua, nhất là trong cái quãng thời gian vừa rồi của thị trường. Đúng vậy. Đúng vậy. Như vậy là hashtag 1 triệu đô đã phân tích những cái con đường để các bạn có thể đạt được 1 triệu đô la Mỹ đầu tiên. Và ngay bây giờ xin mời các bạn cùng theo dõi câu chuyện của hai nhân vật của Money Talk ngày hôm nay trên cái hành trình làm sao để có thể đạt được 1 triệu đô đầu tiên. Chúng ta hãy cùng xem là nhân vật này đã trải qua những gì và muốn nhắn nhủ điều gì đến với quý vị. Ngay bây giờ xin mời quý vị theo dõi phóng sự sau đây. Thì đây là cái cách là mình theo dõi dòng tiền. Mình sẽ tính được cả cái khoản lương này, khoản thu nhập thêm này và đầu tư của mình. Để có được sức khỏe tài chính tốt và đạt được tự do tài chính theo đúng kế hoạch, việc chuẩn bị sớm là rất quan trọng. Tuy chỉ ở độ tuổi còn rất trẻ, nhưng Dương đã đặt ra cho mình những cột mốc và kế hoạch rõ ràng để từng bước thực hiện khát vọng tự do tài chính. Mình thì bây giờ còn đang trẻ, còn đang có nhiều động lực và nhiều năng lượng. Thì mình sẽ cố gắng làm thế nào để xây dựng được một cái portfolio hay là một cái danh mục đầu tư tốt nhất có thể, để mình sẽ dồn hết động lực vào trong một khoảng thời gian này, để sau một vài năm đó mình cố gắng đạt được cái sự tự do tài chính. Việc kiếm tiền đối với Dương về bản chất cũng chỉ là để thỏa mãn những nhu cầu của bản thân.
Vậy nên, khi đạt được cột mốc tự do tài chính mà mình đề ra, Dương sẽ hướng tới sự nghỉ ngơi và làm những điều mình thích. Thì đấy, mình cũng sẽ đặt từng cái mốc cụ thể một. Ví dụ như là cho bản thân mình một cái tiêu chí là làm sao để đến lúc 30 tuổi là phải để ra được một cái khối tài sản rơi vào khoảng 4 tỷ rưỡi. Thì cái con đường đi đến cái cột mốc 1 triệu đô của mình nó mới dễ dàng hơn. Tuy nhiên, không phải ai cũng sẽ chọn lối sống an nhàn khi đạt được tự do tài chính. Đối với chị Hà thì đầu tư chính là đam mê và chị sẽ không dừng lại đam mê đó dù đạt được tự do tài chính. Nếu như đi làm ở cơ quan nhà nước có lẽ là đến một độ tuổi nhất định thì sẽ về hưu, đúng không ạ? Nhưng nếu như mình đầu tư vào thị trường tài chính thì mình sẽ vẫn tiếp tục đầu tư nó. Không phải chỉ đến độ tuổi về hưu mà đến mình có thể già hơn nữa mình vẫn có thể đầu tư được. Mình có lẽ sẽ chỉ dừng khi nào mà đầu óc mình không còn đủ minh mẫn nữa thôi. Nếu như mà lựa chọn là nghỉ hưu và không làm gì nữa thì mình nghĩ là không nên. Bởi vì nếu đã xác định là chúng ta vẫn tiếp tục đầu tư thì chúng ta vẫn sẽ phải tiếp tục update về kinh tế, update về thời cuộc, update về tất cả mọi thứ xã hội hiện nay là như thế nào. Thì nó mới là một cái gọi là có ích cho chúng ta. Ai ai cũng có khát vọng tự do tài chính, thế nhưng con đường của mỗi người lại rất khác nhau. Để đạt được tự do tài chính, để đạt được 1 triệu đô la đầu tiên thì chúng ta nên bắt đầu tìm ra và bước đi trên con đường của mình ngay từ bây giờ. Và chúng ta tiếp tục bước vào phần bản đồ tự do, nơi mà các chuyên gia cũng như các khách mời của chương trình sẽ cụ thể hóa cái con đường của họ để biết đâu được có thể gợi ý cho quý vị cái cách nào để có thể đạt được cái cột mốc 1 triệu đô đầu tiên của mình. Và lượng người xem thì đang tăng lên từng giờ một. Có lẽ là ngày hôm nay chúng ta có chủ đề hay và cộng với việc là chúng ta có hai vị khách mời quá hay nữa. Thế thì bây giờ có lẽ là câu hỏi đầu tiên em xin hỏi anh Tiến trong cái phần bản đồ tự do. Có một cái trào lưu gọi là kiếm được 1 triệu đô rồi thì nghỉ hưu sớm của người trẻ bây giờ. Thì không biết là anh Tiến có góc nhìn như thế nào về trào lưu này? Tôi cũng không hiểu những người như vậy. Vâng, có thể là tại vì tôi già. Nhưng mà tôi kể câu chuyện là khi mà tôi có 1 triệu đô đầu tiên thì tôi làm gì? Dạ. Thì có thể tôi ngày rất bé, tôi có một mơ ước là trở thành phi công. Cứ tôi ở đấy, nhà tôi ở phố Cổ Gỗ, nhà trên tầng 4, tầng 5 là cái gác thượng. Ngày xưa tầng 5 là cao lắm rồi. Mỗi lần máy bay bay qua Hà Nội là tôi chạy lên, tôi nhìn máy bay. Tất nhiên là mơ ước đấy chẳng có thành hiện thực cả. Vâng. Năm 18 tuổi tôi định là trở thành phi công quân sự để đạt được mơ ước là lái máy bay. Nhưng rất tiếc là bị loại khi mà không đủ sức khỏe. Thế rồi khi mà có 1 triệu đô đầu tiên năm 2006 thì năm 2007 tôi lên gặp anh Trương Gia Bình, chủ tịch tập đoàn FPT, và tôi xin nghỉ. Anh hỏi là mày nghỉ làm gì? Và anh ơi, thực sự là em nghĩ là em may mắn. Thế thì bây giờ năm nay là em 38 tuổi, em cũng chưa già, tức là sức khỏe vẫn còn đủ để có thể bay máy bay. Và rất là may mắn là vì em có ít tiền. Là cái tiền cổ tức ở trong cái giá trị cổ phiếu. Và em quyết định là đầu tư cái tiền này để em đi học lái máy bay. Thế là anh Bình anh tức lắm, anh bảo là cậu đang làm tổng giám đốc một công ty mà cậu lại thế này thế kia. Nhưng tôi rất là tha thiết, tôi bảo đây là ước mơ của em từ những ngày em 4-5 tuổi. Và cuối rồi anh cũng đồng ý, tất nhiên với vô số điều kiện. Thế thì tôi sang Úc và tôi đến một cái trường họ dạy lái máy bay. Và tất cả những cái gì mà tôi mơ ước tôi thực hiện được. Và tôi vẫn nhớ cái lần mà được bay khi cất cánh lên như này. Kéo cần lái vào máy bay cất cánh lên. Quay ngước lại đằng sau để xem runway, cái đường băng nó có thẳng hay không. Lên đến độ cao 400m thì tơn trái, vòng bên trái. Và đấy là cảm giác mà đến bây giờ tôi nằm mơ. Tôi vẫn thỉnh thoảng nằm mơ cái cảm giác đấy. Wow. Thì thực sự là tôi rất thích ý nghĩ là có 1 triệu đô đầu tiên không phải để nghỉ hưu mà để làm được những điều mà mình mơ ước từ bé. Rồi như các bạn biết ấy, là sau khi thực hiện được ước mơ đấy tôi lại về cắm đầu cắm cổ làm việc cho đến ngày hôm nay. Thực ra thì cuộc đời của chúng ta nó đâu có phụ thuộc vào ước mơ đâu, đúng không anh? Mà nhiều khi cái ước mơ đó nó chỉ là một phần để làm tăng cái gia vị của cuộc sống, chứ ước mơ nó không thể nào giống như là cái cuộc đời thật được. Thế thì giả sử như cái thời điểm đấy mà anh Tiến mà làm cái điều mà anh mong muốn là trở thành một phi công thực thụ thì... Tôi biết lái máy bay. Chứ tôi không nghĩ mình trở thành phi công thực sự để chỉ để lái máy bay thôi. Còn mơ ước tôi là chỉ để được lái máy bay. Lái máy bay. Tức là mình thỏa mãn cái đam mê và sở thích của mình. Nhưng mà bây giờ có rất nhiều bạn trẻ là các bạn ấy đang mix
trộn lại, tức là cái sở thích của mình lại cũng có thể trộn lại trở thành một cái công cụ để có thể kiếm được tiền. Tất nhiên cái điều đấy thì rất khó. Các bạn ấy tuyệt vời, có một câu rất là thích là này, là luôn luôn phải yêu thích công việc của mình làm. Yeah. Cái này thì ai đi làm cũng hiểu, bắt buộc phải làm một việc gì đấy rất là khổ. Giống như là chị thì rất là thích lên hình bởi vì mình thể hiện cái sự xinh đẹp của mình với hàng triệu người. Đấy là cũng thế, nhưng đạt được mức thứ hai thì mới gọi là tuyệt vời, tức là được làm công việc mình yêu. Và cái công việc đấy lại có thể đem lại cho kiếm mình rất tiền. Nhiều tiền. Vâng, lại kiếm ra rất nhiều tiền. Dạ. Thì đúng là đấy, ví dụ như là nghề của chị chẳng hạn. Vâng. Nghề của anh hình như là anh Tiến cũng rất yêu cái việc anh làm phải không? Vâng, kể với anh là thế này, em ở FPT thì em đổi đến 6 công việc khác nhau. Và những công việc này hoàn toàn khác nhau luôn. Bởi vì em cũng thuộc loại là gọi là nhanh chán. Em cứ làm được công việc gì mà thấy nó ổn ổn là thế nào em cũng xin sang làm việc khác. Thì rất may mắn, thì em nghĩ là may mắn. Thì ở FPT có anh Bình, anh có vẻ chia sẻ chuyện đấy. Thế cứ lâu lâu độ mấy năm em lại bảo anh ơi, cho em làm việc khác. Thì anh nghĩ một hồi anh bảo ừ thôi được, chắc là ở các công ty khác khó có chuyện đấy. Nhưng em đổi 6 công việc khác nhau ở FPT. Thay vì nói là anh nhanh chán, phải nói ngược lại, anh thích thử thách. Và thật ra là vâng, cái đấy thì thực sự khác lạ nữa, đúng không? Vâng. Em đi nhảy dù từ năm 16 tuổi. Vâng. Em đi phượt cả Bắc lẫn Nam khi chưa có từ phượt. Và người Việt Nam chẳng ai phượt cả. Lúc đấy em biết học lái máy bay. Rất là thích trượt tuyết. Vâng. Rồi, thích. Thích nhiều trải nghiệm. Thì có bạn khán giả lên, bạn ấy có comment là sếp Tiến mà làm phi công thì giờ chưa chắc FPT Telecom đã thành công như bây giờ. Có khi là như thế thật. Thế thì em xin được hỏi, bên cạnh đó em xin được hỏi anh Hans là vừa nãy mình có nói về câu chuyện là làm thế nào để mình có thể kiếm được, có thể giàu được, dù là giàu chậm hay giàu nhanh, ở trong vai của một người đi làm thuê. Thì có một bạn khán giả bạn nói là làm thế nào để có thể xây dựng được cái tư duy làm chủ đồng tiền trong tư cách và tâm thế của một người đang đi làm thuê, vì bây giờ cháu còn đang rất trẻ. Hỏi hay. Làm chủ của đồng tiền. Dạ. Muốn làm chủ của nó thì trước hết phải có. Em phải có tiền em mới làm chủ, phải không? Anh nghĩ là muốn làm chủ thì trước hết là mình phải có kiến thức để mà sau đó mình kiếm tiền. Và khi mà em có tiền, em cố gắng em biết xài cái đồng tiền đó để, ví dụ, đừng để nó mất đi. Biết chăm sóc cái đồng tiền. Yeah. Thì cái câu hỏi của bạn này có thể là, nếu mà anh hiểu đúng á, là vẫn là cái mong muốn là làm sao để có tiền, chứ không phải là có tiền rồi làm cái gì, phải không? Như vậy thì cái vấn đề chính ở đây là làm sao để có mới làm chủ được, phải không? Làm sao để có để mà làm chủ. Nhiều bạn cho anh hỏi anh Hà được. Dạ vâng, em mời anh. Để đạt được $1 triệu đầu tiên thì anh nói là luôn phải có vốn. Thế thì cứ giả sử như là để có $1 triệu đầu tiên thì trước đấy 5 năm em cần có bao nhiêu tiền? Nếu mà em theo anh hoàn toàn, em ủy thác tất cả mọi thứ cho anh. 5 năm? Vâng. Cần vốn để mà ra được 1 triệu. 1 triệu đô. Thì và em không tự đầu tư nhé. Em mấy bạn vừa rồi phóng sự các bạn giỏi quá, các bạn tự đầu tư. Em ủy thác hết cho anh. Tại vì nếu mà thiếu tất cả những cái thông tin xung quanh, bây giờ mình cứ assume, mình cứ giả sử là nó rất là bình thường, rất là ổn, rất là an toàn ha. Vâng. Anh Tiến không có thể mong đợi, ví dụ hơn 10% một năm được, nó tăng trưởng. Nó nằm ở trong cái khung hoài. Không, anh cứ nói đi, em lúc đấy em cần bao nhiêu thôi. À rồi. Và các bạn để, cũng chỉ quan tâm. Nhỉ? Rồi, từ một con số nào đó, để mà sau 5 năm. Có 1 triệu. Để mà có 1 triệu. Vâng. Cứ tạm nói là mỗi năm được 10%, sau 5 năm được khoảng 50%. Vâng. Có nghĩa là giờ mình cũng có khoảng bao nhiêu để mà cộng 50% lên 1 triệu. Cũng khoảng là 300-400 ngàn gì đấy. Phải nhiều hơn chứ anh. Không, vì nó cộng dồn lên mà. Rồi, tức là tối thiểu anh phải có một nửa. Vâng. Thì có thể là sau 5 năm anh có được 1 triệu. À vâng. Và cái cách đó thì Hans định nó không thể nhanh hơn được. Hay là giàu chậm. Thế thôi bây giờ 10 năm đi. 10 năm. Vâng. Tại vì con số mà anh tính cho nó rất là fair nha. Tại vì anh Tiến đang nói bên Mỹ, nó khác Việt Nam với con số không khác. Không, ở Việt Nam đấy. Việt Nam ha. Việt Nam là mình được phép mong đợi con số 15% đấy, chứ không phải là 10%. Đúng. Tại cái thị trường mình nó khác. Thị trường mình nó còn phát triển, đang tăng trưởng, còn non trẻ.
mình được phép mong đợi 15%. Như vậy thì cứ tính nó tăng 15% mỗi năm đi, thì cần bao lâu để nó lên được 1 triệu? Anh Tiến chắc chắn là rất giỏi về tính toán. Tính ngược lại đi, để mỗi năm tăng 15% thì sau 10 năm lên 1 triệu thì tính ngược lại cái con số x đầu nó là bao nhiêu? Dạ vâng. Nếu đó là quan trọng nhất là con số 15% này. Nếu như vậy thì là thực sự là một bạn trẻ ở Việt Nam, nếu mà để đi làm thuê thì chắc cần phải làm đâu đó độ ít nhất là 8 năm thì mới giành được những số tiền tỷ đầu tiên. Cứ cho là mỗi năm cố gắng đi làm thật xuất sắc, đây là tôi nói thật xuất sắc. Tiến tính chính xác lắm rồi đấy. Tức là con số bình thường là khoảng 7-8 năm mới ra được 1 tỷ đầu tiên. Nào, có thể làm nhanh hơn nếu mình tích lũy nhiều hơn nữa, tăng tốc lên bằng cách tích lũy nhiều hơn, hoặc là làm thêm, tăng thu nhập lên để mà bỏ thêm tiền vào. Tại vì với cái số lượng mà mình có hiện tại giờ nó khá là giới hạn, thì làm sao tăng cái con số nó lên, tiền tích lũy đầu tư đều đặn đó, phải tăng cái tích lũy nó lên để rút ngắn cái thời gian lại. Và vấn đề nằm ở chỗ là chúng ta hoàn toàn có thể đầu tư sớm. Tại vì là khi chúng ta có thể học cách đầu tư sớm hoặc là học cách mà có thể dung nạp cái kiến thức thêm sớm thì chắc chắn là các bạn ấy, cái 8 năm đấy nó sẽ được rút ngắn lại, anh Tiến ạ. Thậm chí là như thế. Nhưng mà đấy là cái mà tôi phản đối đấy. Vì sao anh? Rất nhiều bạn, tức là hai phóng sự của hai bạn vừa rồi, hai bạn quá xuất sắc. Rất nhiều bạn cho rằng là mình thông minh hơn người khác. Và quyết định là tự nghiên cứu và tự đầu tư. Tôi không biết là thực tế thế nào, anh Han thì giỏi hơn hẳn. Tôi tin rằng là phần lớn các bạn đấy sẽ thất bại, sẽ mất luôn cả những cái đồng tiền đầu tư của mình. Thì tôi nghĩ, cá nhân tôi thì tôi nghĩ nếu mà tôi có tiền trong trường hợp này, tôi sẽ ủy thác cho những tổ chức thật chuyên nghiệp. Có thể lợi nhuận sẽ thấp hơn rất nhiều so với tôi kỳ vọng, nhưng mà nó sẽ tốt hơn là gửi tiết kiệm và nó an toàn hơn. Vâng. Có một bạn khán giả Phạm Yến, bạn ấy nói là Mr. Tiến hỏi câu rất hay. Thế nhưng mà nếu như người ủy thác không hoàn thành được thì sao nhỉ? Câu này em xin hỏi anh Hans. Có thể mình đang có một cái ví dụ rất là cụ thể của trường hợp này. Ví dụ như là anh là đại diện cho cái tổ chức là được một người không có hiểu biết trông cậy làm sao để chăm sóc cái món tiền. Thì anh chia sẻ cái kinh nghiệm của anh từng làm bên, ví dụ bên Thụy Sĩ. Nó có những cái thời gian nó tương tự như mình đang trải như bây giờ đây nè. Là thị trường nó rất, và tất cả những khách hàng đều rất là thất vọng. Và họ chất vấn tại sao mình làm tệ như vậy. Trước hết là nó tệ thật, em không chối cãi được, nó tệ thật. Ví dụ như hôm nay nói với anh, trung bình là từ đầu năm tới giờ hầu hết đều mất tối thiểu 20-30% hoặc là nhiều hơn. Đó là cái sự thật. Tại vì nguyên cả một cái thị trường nó rớt, nhiều hay ít mình cũng mất tiền. Nào, cái bức tranh lớn hơn mới quan trọng. Thứ nhất, khi mà anh chia sẻ kinh nghiệm của anh thực tế nha. Khi anh gặp những người khách như vậy, chẳng hạn như Tiến, anh Tiến là khách của anh đi, mà anh Tiến đang rất là thất vọng vì cái performance của cái món tiền mà anh Tiến ủy thác, mà anh chăm sóc, nó mất 20-30%. Thì cái đầu tiên anh phải chấp nhận là năm nay làm tệ thật. Đó là sự thật. Nhưng mà anh phải giải thích tiếp cho anh Tiến. Khi mà anh Tiến đầu tư giống như ở Việt Nam mà cách đây 1-2 năm đã từng được 30-40%. 2 năm trước đây đều là 30-40%. Dương. Thì nếu mà nhìn ở góc độ rất là chuyên môn, anh đầu tư một cái món mà anh có thể cộng được 30 thì nó cũng có thể âm 30. Đó là cái nguyên tắc của đầu tư, nguyên tắc của rủi ro. Ngoại trừ là mình chọn một cái loại nó rất là ổn định giống như gửi, tiết kiệm thì nó cứ bình bình như vậy. Còn tất cả những cái món mà có rủi ro là nó lên xuống. Đặc biệt cổ phiếu. Bởi chính vì vậy mà khi mà anh tư vấn những người khách hàng bên Thụy Sĩ, khi mà họ, chẳng hạn anh Tiến ở bên Thụy Sĩ mà tới UBS gặp anh, thì một những cái câu hỏi đầu tiên anh hỏi là cái món tiền này anh Tiến muốn đầu tư bao lâu? Nếu anh Tiến nói cái món tiền này tôi chỉ muốn đầu tư khoảng 2 năm, thì anh sẽ khuyên anh Tiến không có đầu tư vào cổ phiếu.
Tại vì anh nói muốn đầu tư cổ phiếu tại vì cái tính chất rất là rủi ro ngắn hạn, nó có thể cộng trừ 20-30% như vậy. Thì nếu mà đầu tư 1-2 năm có thể mình xui mình mua ở trên này mà nó rớt xuống, hên mua dưới này nó lên, hên xui. Một cách duy nhất đúng để mà giảm bớt cái rủi ro này là phải đầu tư đường dài, 5-7 năm, 10 năm trở lên, tại nó trung bình. Right, nó trung bình. Đó là cái cách mà tụi anh phải giải thích cho nhà đầu tư hiểu, là đầu tư khi mà muốn lợi nhuận phải chấp nhận rủi ro. Và chính vì vậy mà khi đầu tư mà có rủi ro là phải cần đường dài. Ở Việt Nam mình vẫn phần đông vẫn đầu tư rất là ngắn. Nên mong đợi, chẳng hạn anh tiến tới hỏi anh làm thế nào để 6 tháng mà có 20%, thì anh nói thật sự là không có cách nào hết. Bây giờ chương trình đang gặp phải một vấn đề, đấy là thời gian thì đã hết mà khán giả thì vẫn muốn nghe tiếp. Mà cái này thì nó đặt áp lực lên đạo diễn rất là nhiều, nên là thôi chúng ta sẽ xin thêm một ít phút nữa từ đạo diễn. Và nếu như quý vị mà thực sự muốn tiếp tục theo dõi chương trình thì hãy comment vào đây là quý vị muốn xem tiếp. Hãy comment cho tôi chữ tiếp để gây áp lực lên cho đạo diễn, để tôi vẫn còn tiếp tục ngồi đây với hai vị khách mời. Bây giờ đang có rất là nhiều câu hỏi dành cho cả hai anh và có các chủ đề khác nhau, nhưng cơ bản ở đây vẫn là chúng ta đầu tư vào đâu để có thể đạt được cái cột mốc 1 triệu đô đầu tiên. Có bạn Cường Đăng Ngọc, bạn ấy nói là cho em hỏi anh Tiến là trước 3 tháng anh có 1 triệu đô thì anh đã làm gì và có những suy nghĩ gì với thời điểm lúc đó ạ? Trước 3 tháng, vâng. Tôi vẫn nhớ lúc đấy thì những nhà đầu tư nước ngoài vào gặp chúng tôi. Hồi đấy là một cái tập đoàn rất lớn là TPG. Dạ. Rồi Intel Capital, tôi vẫn nhớ. Họ đặt rất nhiều câu hỏi. Chủ yếu họ đặt câu hỏi về tương lai. Dạ. Và đến bây giờ tôi học được rất là nhiều thứ đấy. Thế thì quay ngược trở lại, thì tôi mới chợt phát hiện ra một điều. Là hóa ra là tôi đầu tư rất nhiều thứ. Trong đó thì cái quan trọng đầu tư, quan trọng nhất, đấy là đầu tư vào kiến thức và đầu tư vào các trải nghiệm. Tức là cùng trong một khoảng thời gian mọi người đi làm, thì tôi cũng đi làm như thế. Nhưng tôi đã học được rất nhiều điều. Và khi đi học thì tại sao tôi đã nghiến răng đầu tư? Bởi vì tôi chọn học ở những nơi tốt nhất. Và quan trọng là tôi học được những người giỏi nhất. Và tôi cũng rất quan trọng là học với những bạn học giỏi nhất. Và đấy, mọi người hỏi tôi làm sao có 1 triệu đô đầu tiên. Thì bây giờ tôi trả lời, vì tôi chọn lúc hết giờ tôi mới nói. Là hãy đầu tư vào việc học. Dạ. Nhưng hãy nhớ là không phải đi học ở mấy cái lớp cứ hú hét gì đấy. Tôi sợ lắm. Tôi cũng thường xuyên đi dạy, tôi rất là sợ những cái lớp như vậy. Hãy đầu tư vào cái nơi, vào việc học tập. Học ở những nơi tốt nhất. Học ở những thầy giỏi nhất, học ở những cùng với những bạn học giỏi nhất. Nhưng mà như anh vừa nói là để mà có được những chữ nhất đấy thì cũng phải có một cái khoản học phí kha khá. Thế thì với những bạn mà chưa chạm được đến những cái học phí đó thì làm thế nào để các bạn có thể chạm được môi trường học? Ngày hôm nay thế giới phẳng rồi. Các bạn bây giờ may mắn hơn tôi rất nhiều. Những cái khóa học do những giáo sư giỏi nhất thế giới ở những trường đại học giỏi nhất thế giới đang được mở ra. Và thậm chí là miễn phí hoàn toàn. Hoặc là mức phí không thể tưởng tượng được. $500 được học với những người giỏi nhất như thế. Đã. Ngày xưa không bao giờ có chuyện đấy. Một cái khóa executive mà chúng tôi đi học, tôi cũng nói thật lòng là khoảng $50,000. Và trong vòng có độ 2 tuần Đã. Đến 6 tuần, 5 tuần, xin lỗi, 2 đến 5 tuần. Ít thì là 14,000, nhiều là chúng tôi đầu tư 50,000 để đi học ở những trường tốt nhất. Và những trường tốt nhất thì đơn giản lắm ạ. Các bạn cứ lên mạng search là top 10 trường quản trị kinh doanh tốt nhất thế giới. Và đừng đi học MBA. Học MBA thì chúng ta không đủ tiền đâu. Chọn những khóa người ta hay gọi là Executive Development Program. Là những khóa học gọi là đặc biệt để phát triển năng lực. Và chọn ngay những khóa mà chúng ta thấy phù hợp nhất cho chúng ta. Và đầu tư vào học tập là khoản đầu tư tốt nhất khi mà chúng ta chưa có 1 triệu đô. Và bên cạnh học tập bây giờ cũng có rất nhiều nơi để chúng ta có thể học hỏi, đúng không ạ? Chẳng hạn như là Tự Do Tài Chính cũng là một nơi để mà các bạn có thể học hỏi một số các kinh nghiệm của những người mà tôi tin là không phải đơn giản để chúng ta có thể nghe họ chia sẻ một cách thẳng thắn và chân thành như vậy. Một câu hỏi khác phản biện dành cho anh Hans từ bạn Hoàng Hào. Nếu đầu tư dài hạn thì điểm khác nhau giữa nhà đầu tư cá nhân tự đầu tư so với ủy thác cho quỹ là gì thưa anh Hans?
trong lúc ủy thác thì lại mất thêm một khoản phí cho quỹ. Tự đầu tư là phải có công kiến thức. Cái này là cái trở ngại cao nhất, lớn nhất. Dạ. À, giống như hồi nãy anh Tiến có nói về hai bạn trẻ đó. Mặc dù rất là giỏi, nhưng mà cái xác suất các bạn thành công nó nhỏ lắm. Có một lần anh đã chia sẻ con số này ở Bắc Mỹ, ở châu Âu, Việt Nam chắc cũng không khác lắm đâu. Nó khoảng thấp hơn 5%. 3%. À, thấp lắm. Tức là cái khả năng mà mình tự nghiên cứu, tự chăm sóc những cái khoản đầu tư này mà thành công trên đường dài á, rất là thấp. Nên chính vì vậy mà anh khuyên các bạn phải rất là cẩn trọng khi chọn con đường đó. Phải tự lượng sức mình. Và đánh giá cái rủi ro rất là tốt trước khi làm công việc đó. Tại vì cái khả năng mà mình sẽ thất bại rất là cao. Như vậy thì ngược lại, có con đường nào? Ủy thác. Anh Tiến cũng có đề nghị hồi nãy đó. Thực sự anh không phải tại vì anh làm việc cho quỹ mà anh nói cái đề nghị này. Cái kinh nghiệm của anh ở châu Âu, ở Thụy Sĩ, ở bên New York, ở Bắc Mỹ và khắp nơi, trên khắp nơi thế giới. Hầu hết những người mà đã bỏ ra 20-30 năm để gây dựng một tài sản rồi, họ muốn giữ đừng làm mất. Họ phải cần một người nào đó biết chăm sóc, giữ đừng làm mất. Và ngay cả cái triệu đầu tư hay là trên con đường nó cũng vậy. Nếu mà mình không biết chăm sóc, có thể là rất thành công ngắn hạn, rồi lại mất. Cái con đường này nó rất chông gai ở chỗ này. Có thể ngắn hạn thành công, xong rồi lại mất. Rồi, cái này nó rất là thường gặp. Nếu mà để mà nói một câu gọi là key takeaway dành cho khán giả của Money Talk, bởi vì chúng ta có một lượng người xem, em nghĩ là chúng ta đã cán mốc lượng người xem gần như nhiều nhất trong tất cả các chương trình từ trước đến nay của Money Talk, thì lượng người xem trực tiếp, thì nếu như để đưa ra một cái key takeaway, một cái bí quyết, một câu nói nằm lòng hoặc là một cái kim chỉ nam trong cái việc làm thế nào để chinh phục được cột mốc 1 triệu đô đầu tiên, thì xin được hỏi anh Tiến và anh Hans, chúng ta sẽ tặng cho khán giả Money Talk câu gì? Mời anh đi. Ok. Anh là chuyên gia mà. Anh thì anh ưu tiên anh muốn chia sẻ cho các bạn không có nhiều kiến thức, có nghĩa là đám đông, đa số. Là hãy cố gắng tích cóp. Tại vì nếu đầu tư mà em không có vốn nhiều thì em cũng phải có vốn ít. Có nghĩa là phải có vốn. Có nghĩa là chăm sóc cái budget, cái ngân sách chi tiêu làm sao, đặc biệt các bạn trẻ. Cái này là một đề tài đối với anh quan trọng nhất đối với các bạn trẻ. Chăm sóc cái ngân sách của mình làm thế nào để vẫn có tích lũy. Ít cũng được, phải có. Tại đó là cái cơ sở không thể thiếu được để nó tới con đường 1 triệu đô. Rồi, cái bước thứ hai là phải chọn cái con đường tốt nhất cho mình để đi nhanh nếu có thể. Và vẫn phải tìm cái cách đầu tư tích cóp giống kiểu nuôi heo 2.0 là chống hay chày cũng tới đích. Đó là cái cách mà anh rất muốn các bạn nên tham khảo, chọn cho mình. Anh Tiến thì sao? Tôi nghĩ nhé, khi chưa có tiền thì hãy nhớ ba từ khóa: lao động, sáng tạo và công nghệ. Khi bắt đầu có những tiền tỷ đầu tiên thì đừng đầu tư tài chính, mà hãy đầu tư vào việc học hành. Thì sẽ có 1 triệu đô đầu tiên. Đó là cái bí quyết của anh Tiến và anh Hans. Thực ra thì chúng ta đã trải qua một quãng thời gian cũng 60 phút để bàn về câu chuyện là làm thế nào để đạt được đến cái cột mốc 1 triệu đô đầu tiên, đúng không ạ? Và thường thì khi mà ai đó đã đạt được cột mốc 1 triệu đô đầu tiên, tức là đã có thể tiệm cận được đến cái ước mơ là đạt được tự do tài chính. Thế nhưng mà tự do tài chính rồi sao nữa thì đấy lại là một câu hỏi rất là quan trọng. Bởi vì có rất nhiều người đã từng đạt được tự do tài chính và lại đánh mất đi sự tự do đấy của mình. Và duy trì được nó thì không phải là điều dễ. Và đến thời điểm này thì đã có quá nhiều khán giả vẫn đang muốn theo dõi những gì mà hai anh chia sẻ. Có vẻ như là anh Tiến với anh Hans hình như là một cặp đôi hoàn hảo cho cái show ngày hôm nay thì phải. Thì nếu như để giải thích và để giải quyết câu hỏi là tự do tài chính rồi sao nữa, thì liệu rằng em có thể mời anh Tiến và anh Hans tham gia tiếp để trả lời cho cái câu hỏi đấy lần sau không ạ? Tôi thì sẵn sàng. Em cảm ơn anh. Nhưng mà giá mà không phải là thứ 6 thì tốt. Cái đấy thì để tính anh ạ, vì em nghĩ là em có thể thương lượng với bạn gái của anh Tiến trong một ngày thứ 6 mùa đông. Anh Hans thì sao? Rất là khéo. Anh thì thật sự là anh rất là trăn trở cho cái đề tài này. Anh rất là muốn đóng góp cái phần của mình để giúp thực sự cho các bạn trẻ giải quyết được cái vấn đề thành công về tài chính. Nên anh rất sẵn sàng. Đặc biệt là
có sự tham gia của anh Tiến thì anh lại rất rất là mong là anh em mình có dịp chia sẻ tiếp cho các bạn trẻ. Dạ, em cảm ơn anh. Bởi vì thật ra là khi mà VTV Money làm ra những chương trình này, mục tiêu lớn nhất là để phục vụ cho khán giả. Và cái phục vụ này nó phải thực sự đến từ cái điều mà khán giả mong muốn. Và ngày hôm nay thì những gì mà khán giả đang thể hiện ở đây là họ đang rất là mong muốn để lắng nghe kênh chia sẻ. Nhưng mà thời gian thì có giới hạn. Và chắc chắn là hai anh đã nhận lời rồi. Cho nên là đây là lời cam kết với khán giả. Và đó cũng là một cách để mà thường là bọn em hay bắt nạt cái khách mời của mình theo cái kiểu như thế anh Tiến ạ. Một lần nữa thì rất là cảm ơn hai anh đã nhận lời tham gia Tự Do Tài Chính ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã dành thời gian, và đặc biệt là sự nhiệt tình của quý vị trong việc là gửi đến những cái comment, gửi đến những lời chia sẻ. 1 triệu đô đầu tiên dễ hay không? Dễ thì rất dễ, nhưng khó thì rất khó, và thậm chí là không khả thi nếu như chúng ta không tìm ra con đường phù hợp với bản thân chúng ta, và chúng ta không giữ được cái niềm đam mê cũng như kỷ luật trong việc đạt được cột mốc đầu tiên để hướng đến tự do tài chính. Lần nữa rất là cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi chương trình. Xin kính chào tạm biệt. Cảm ơn Trinh. Dạ. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh.